Mến chào các em học sinh. Rất vui gặp lại các em trong chương trình dạy học trên truyền hình môn sinh học lớp 8. Cô xin tự giới thiệu, cô là Nguyễn Hoàng Thị Linh, giáo viên trường trung học cơ sở Tân Chánh. Hôm nay cô và các em cùng nhau đi nghiên cứu chủ đề trao đổi chất và năng lượng. Ở chủ đề trao đổi chất và năng lượng, chúng ta tìm hiểu các phần. Phần thứ nhất, trao đổi chất và năng lượng. Phần thứ hai, bài tiết. Phần thứ ba, cấu tạo và chức năng của da. Ở phần trao đổi chất và năng lượng, chúng ta tìm hiểu các nội dung. Nội dung thứ nhất, trao đổi chất. Nội dung thứ hai, chuyển hóa. Nội dung thứ ba, thân nhiệt. Nội dung thứ tư, tiêu chuẩn ăn uống và nguyên tắc lập khẩu phần. Nội dung đầu tiên chúng ta nghiên cứu đó là trao đổi chất. Trao đổi chất là đặc trưng cơ bản của sự sống. Có trao đổi chất, cơ thể mới tồn tại và phát triển. Sự trao đổi chất diễn ra ở hai cấp độ cơ thể và cấp độ tế bào. Cấp độ cơ thể tức là sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường ngoài. Chúng ta đi tìm hiểu phần thứ nhất, một nhỏ, trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường ngoài. Các em quan sát sơ đồ trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường. Qua sơ đồ này, các em thấy được môi trường cung cấp cho cơ thể oxy, thức ăn, nước, muối khoáng thông qua hệ hô hấp, hệ tiêu hóa. Đồng thời, môi trường cũng nhận từ cơ thể khí carbonate, phân, nước tiểu, mồ hôi. Cấp độ thứ hai của trao đổi chất đó là cấp độ tế bào. Chúng ta đi tìm hiểu phần 2, trao đổi chất giữa tế bào với môi trường trong. Ở cấp độ tế bào, các chất dinh dưỡng và oxy tiếp nhận từ máu và nước mô được tế bào sử dụng cho các hoạt động sống. Đồng thời, các sản phẩm phân hủy được thải vào môi trường trong, đưa tới cơ quan bài tiết, còn khí carbonic được đưa tới phổi để thải ra ngoài. Sự trao đổi chất ở cấp độ tế bào và trao đổi chất ở cấp độ cơ thể có mối quan hệ với nhau như thế nào? Chúng ta sang phần 3. Mối quan hệ giữa trao đổi chất ở cấp độ cơ thể với trao đổi chất ở cấp độ tế bào. Các em quan sát sơ đồ. Mối quan hệ giữa trao đổi chất của cơ thể với trao đổi chất ở tế bào. Trao đổi chất ở cấp độ cơ thể là sự trao đổi vật chất giữa hệ tiêu hóa, hô hấp, bài tiết với môi trường ngoài. Cơ thể lấy thức ăn, nước, muối khoáng, oxy từ môi trường, thải khí carbonic và chất thải. Trao đổi chất ở cấp độ tế bào, trao đổi chất giữa tế bào với môi trường trong. Máu cung cấp cho tế bào các chất dinh dưỡng và oxy. Tế bào thải vào máu khí carbonic và các sản phẩm bài tiết. Quá trình trao đổi chất ở cấp độ tế bào đã cung cấp năng lượng cho các cơ quan hoạt động. Qua đây, ta thấy được hoạt động trao đổi chất ở hai cấp độ gắn bó mật thiết với nhau, không thể tách rời, đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển. Trao đổi chất là biểu hiện bên ngoài, còn chuyển hóa vật chất và năng lượng xảy ra bên trong tế bào. Chúng ta đi tìm hiểu phần tiếp theo. Chuyển hóa. Một nhỏ, chuyển hóa vật chất và năng lượng. Sơ đồ chuyển hóa vật chất và năng lượng. Được trao đổi chất là biểu hiện bên ngoài của quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng. Quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng gồm hai mặt đối lập nhưng thống nhất là đồng hóa và dị hóa. Đồng hóa và dị hóa. Đồng hóa là quá trình tổng hợp các chất đơn giản thành các chất đặc trưng của cơ thể và tích lũy năng lượng. Còn dị hóa là quá trình phân giải các chất phức tạp thành những sản phẩm đơn giản và giải phóng năng lượng. Vậy khi cơ thể chúng ta ở trạng thái hoàn toàn nghỉ ngơi, có tiêu hao năng lượng hay không? Để biết được điều này, chúng ta sang phần 2, chuyển hóa cơ bản.
Chuyển hóa cơ bản là năng lượng tiêu dùng khi cơ thể nghỉ ngơi hoàn toàn. Năng lượng tiêu dùng này để duy trì sự sống cho cơ thể. Và chuyển hóa cơ bản sẽ phụ thuộc vào các yếu tố như lứa tuổi, giới tính, trạng thái thần kinh, hoạt động nội tiết và điều kiện khí hậu. Sau khi xác định chuyển hóa cơ bản ở một người và so sánh với thang chuẩn, người ta có thể đánh giá trạng thái sức khỏe của người đó. Ta sang ba nhỏ, điều hòa sự chuyển hóa vật chất và năng lượng. Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng được điều hòa bởi hai cơ chế thần kinh và cơ chế thể dịch. Cơ chế thần kinh, các trung khu ở não bộ điều khiển trao đổi lucid, lipid, nước, muối khoáng và tăng giảm nhiệt độ cơ thể. Cơ chế thể dịch, các hóc môn do tuyến nội tiết tiết ra như insulin, glucagon đổ vào máu cũng có vai trò điều tiết quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng. Sự trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng có quan hệ mật thiết với thân nhiệt. Chúng ta đi tìm hiểu về thân nhiệt. Một nhỏ thân nhiệt. Thân nhiệt là nhiệt độ của cơ thể. Thân nhiệt ở người luôn ổn định ở 37 độ C do sự cân bằng giữa quá trình sinh nhiệt và tỏa nhiệt. Tại sao khi sốt thì nhiệt độ lại tăng? Nhiệt độ tăng để làm giảm sự phát triển của vi khuẩn hay siêu vi do chúng rất nhạy cảm với sự gia tăng nhiệt độ dù tăng ít. Giúp bạch cầu đến bộ phận bị nhiễm nhanh hơn để chống lại sự xâm nhập của vi trùng. Chúng ta sang phần 2 nhỏ, sự điều hòa thân nhiệt. Vai trò của da trong điều hòa thân nhiệt. Nhiệt do hoạt động của cơ thể sinh ra đã đi đâu và để làm gì? Nhiệt độ của cơ thể sinh ra được máu phân phối khắp cơ thể và tỏa ra môi trường để đảm bảo cho thân nhiệt ổn định. Còn khi lao động nặng, cơ thể có những phương thức tỏa nhiệt nào? Tỏa nhiệt qua hơi nước, ở hoạt động hô hấp, qua da, qua sự bốc hơi của mồ hôi. Do đó người lao động nặng thì hô hấp mạnh và đổ nhiều mồ hôi. Khi chúng ta ở trong môi trường lạnh thì mạch máu da co lại, lưu lượng máu qua da ít nên da tím tái, đồng thời cơ chân lông co lại nên sởn gai ốc, làm giảm thiểu sự tỏa nhiệt qua da. Còn khi ở trong môi trường nóng thì mao mạch ở da giãn, lưu thông máu qua da nhiều, tạo điều kiện cho cơ thể tăng cường tỏa nhiệt. Khi trời nóng, độ ẩm không khí cao, trời oi bức, cơ thể ta có những phản ứng gì và có cảm giác như thế nào? Khi trời oi bức thì mồ hôi tiết ra nhiều nhưng lại khó bay hơi, nên mồ hôi chảy thành dòng, sự tỏa nhiệt khó khăn, ta cảm thấy bức bối và khó chịu. Tại sao khi rét thì chúng ta lại run? Vì khi đó các cơ quan giãn liên tục gây phản xạ run giúp tạo ra nhiệt, làm cho thân nhiệt tăng lên. Qua đây chúng ta thấy được da là cơ quan đóng vai trò quan trọng nhất trong điều hòa thân nhiệt. Khi trời nóng và khi lao động nặng, mao mạch ở da giãn giúp tỏa nhiệt nhanh, đồng thời tăng cường tiết mồ hôi. Mồ hôi bay hơi sẽ lấy đi một lượng nhiệt của cơ thể. Còn khi trời rét, mao mạch ở da co lại, cơ chân lông co để giảm sự tỏa nhiệt. Chúng ta sang phần B, tìm hiểu về vai trò của hệ thần kinh trong điều hòa thân nhiệt. Hệ thần kinh đóng vai trò chủ đạo trong hoạt động điều hòa thân nhiệt, như sự tăng giảm quá trình dị hóa ở tế bào, phản ứng co giãn mạch máu dưới da, tăng giảm tiết mồ hôi, co duỗi cơ chân lông, tất cả là để điều tiết sự tỏa nhiệt. Tất cả các hoạt động điều hòa thân nhiệt này đều là phản xạ để giúp cân bằng quá trình sinh nhiệt và tỏa nhiệt.
Khi nhiệt độ môi trường cao mà không thông thoáng, sự tỏa nhiệt và thoát mồ hôi bị ngưng trệ làm nhiệt độ cơ thể tăng cao, ta dễ bị cảm nóng. Còn đi nắng hay vừa lao động xong, thân nhiệt đang cao mà tắm ngay hoặc ngồi nghỉ nơi gió lùa cũng có thể bị cảm. Mùa rét, nhiệt độ không khí xuống thấp, cơ thể mất nhiệt nhiều. Nếu không giữ cho cơ thể đủ ấm sẽ bị cảm lạnh. Vậy chúng ta phải có những phương pháp nào để phòng chống nóng lạnh? Chúng ta sang phần 3 nhỏ, phương pháp phòng chống nóng lạnh. Khi đi nắng cần đội mũ nón. Còn khi trời rét thì chúng ta cần giữ ấm cho cơ thể, nhất là ở cổ, ở ngực, chân. Chúng ta nên trồng nhiều cây xanh để tạo bóng mát ở trường học và khu dân cư. Còn khi rèn luyện thể dục thể thao thì chúng ta cần phải rèn luyện thể dục thể thao một cách hợp lý để tăng khả năng chịu đựng của cơ thể. Không chơi thể thao ngoài trời nắng và nhiệt độ không khí cao. Trời nóng sau khi lao động nặng hoặc đi nắng về, mồ hôi ra nhiều, không nên được tắm ngay. Không ngồi nơi lộng gió, không bật quạt quá mạnh. Đây là những phương pháp để phòng chống nóng lạnh. Chúng ta sang phần tiếp theo, tiêu chuẩn ăn uống, nguyên tắc lập khẩu phần. Phần 1 nhỏ, nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể. Do nhu cầu năng lượng của mỗi người khác nhau, chính vì thế mà nhu cầu về dinh dưỡng của cơ thể cũng khác nhau. Nhu cầu dinh dưỡng ở trẻ em cao hơn người trưởng thành, đặc biệt là protein, vì cần được tích lũy cho cơ thể phát triển. Ở người già thì nhu cầu dinh dưỡng thấp hơn vì sự vận động của cơ thể kém hơn người trẻ. Nhu cầu dinh dưỡng ở nam cao hơn ở nữ. Người lao động nặng có nhu cầu dinh dưỡng cao hơn người lao động nhẹ vì tiêu tốn nhiều năng lượng hơn. Người có kích thước lớn thì nhu cầu dinh dưỡng cao hơn. Người bệnh mới khỏi cần cung cấp chất dinh dưỡng nhiều hơn để phục hồi sức khỏe. Nhu cầu dinh dưỡng của từng người không giống nhau và phụ thuộc vào lứa tuổi, giới tính, hình thức lao động và trạng thái sinh lý của cơ thể. Nếu như nhu cầu dinh dưỡng không hợp lý sẽ dẫn tới cái tình trạng suy dinh dưỡng hoặc là béo phì. Suy dinh dưỡng là do ăn uống không đủ chất, không đủ năng lượng cho cơ thể. Béo phì là do chế độ dinh dưỡng không hợp lý, ăn nhiều mỡ động vật và các loại thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao, dễ hấp thụ mà lại thiếu thức ăn thô. Chính vì thế mà chúng ta cần tìm hiểu về giá trị dinh dưỡng của thức ăn để có cách phân phối thức ăn như thế nào cho hợp lý. Chúng ta sang phần 2 nhỏ, giá trị dinh dưỡng của thức ăn. Giá trị dinh dưỡng của thức ăn biểu hiện ở thành phần các chất hữu cơ như protein, lipid, glucid, muối khoáng, vitamin và năng lượng chứa trong nó. Ví dụ như những thức ăn giàu glucid như gạo, ngô, khoai, sắn. Những loại thức ăn giàu protein như thịt, cá, trứng, đậu phụ. Những loại thức ăn giàu lipid như mỡ động vật, dầu thực vật, quả dừa, hạt lạc. Những loại thức ăn giàu vitamin như hoa quả, nước trái cây, rau xanh. Các chất hữu cơ có trong thức ăn ở từng loại thức ăn khác nhau, tỷ lệ vitamin ở những loại thức ăn khác nhau cũng khác nhau. Chính vì thế mà chúng ta cần phải phối hợp các loại thức ăn đó với nhau để đảm bảo nhu cầu về dinh dưỡng cho cơ thể. Mặt khác, khi chúng ta phối hợp các loại thức ăn thì cũng tạo cho chúng ta cảm giác ngon miệng hơn. Đó, do đó hấp thụ thức ăn sẽ có hiệu quả hơn. Chính vì thế mà chúng ta cần phải có một khẩu phần ăn uống hợp lý để đảm bảo cho cơ thể sinh trưởng, phát triển và hoạt động bình thường. Vậy khẩu phần là gì?
chúng ta đi tìm hiểu phần tiếp theo, khẩu phần và nguyên tắc lập khẩu phần. Tôi có một ví dụ. Để đủ sức khỏe học tập và sinh hoạt, một ngày một nữ sinh lớp 8 cần bữa sáng bánh mì 65g, sữa đặc 15g, bữa phụ thứ nhất sữa su su 65g, bữa trưa cơm 200g, đậu phụ 75g, thịt lợn ba chỉ 100g, dưa muối 100g, bữa phụ thứ hai một cốc nước chanh, là bữa tối cơm 200g, cá chép 100g, rau muống 200g, đu đủ chín 100g. Tới lượng thức ăn như trên thì người ta gọi đó là khẩu phần. Vậy khẩu phần là lượng thức ăn cung cấp cho cơ thể trong một ngày. Vậy có những nguyên tắc lập khẩu phần nào? Có những nguyên tắc lập khẩu phần như sau. Thứ nhất là phải đảm bảo đủ lượng thức ăn phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng. Đảm bảo cân đối thành phần các chất hữu cơ cung cấp đủ muối khoáng và vitamin. Đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể. Chúng ta sang nội dung tiếp theo của chủ đề. Bài tiết. Một nhỏ, bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu. Bài tiết. Bài tiết là một hoạt động của cơ thể lọc và thải các chất dư thừa và các chất độc hại để duy trì tính ổn định của môi trường bên trong. Các cơ quan bài tiết như phổi bài tiết khí carbonic, thận bài tiết nước tiểu, da bài tiết mồ hôi. Ở đây, thận bài tiết 90% lượng chất thải hòa tan trong máu. Vậy, hệ bài tiết nước tiểu có cấu tạo như thế nào? Chúng ta sang phần tiếp theo. B. Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu. Các em quan sát hình, sơ đồ cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu. Qua sơ đồ này, chúng ta thấy được hệ bài tiết nước tiểu sẽ gồm hai quả thận, thận phải, thận trái, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái. Hệ bài tiết nước tiểu gồm thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái. Thận được cấu tạo gồm có phần vỏ, phần tủy với các đơn vị chức năng của thận cùng ống gớp và bể thận. Mỗi quả thận có khoảng 1 triệu đơn vị chức năng để lọc máu và hình thành nước tiểu. Mỗi đơn vị chức năng gồm có cầu thận, nang cầu thận và ống thận. Cầu thận thực ra đó là một búi mao mạch dày đặc để lọc máu. Chúng ta sang phần 2, bài tiết nước tiểu. A nhỏ, sự tạo thành nước tiểu. Nước tiểu được tạo thành ở các đơn vị chức năng của thận. Quan sát sơ đồ quá trình tạo thành nước tiểu ở một đơn vị chức năng của thận. Chúng ta thấy được sự tạo thành nước tiểu gồm 3 quá trình. Quá trình thứ nhất là quá trình lọc máu, diễn ra ở cầu thận tạo thành nước tiểu đầu. Quá trình thứ hai là quá trình hấp thụ lại các chất cần thiết, diễn ra ở ống thận. Quá trình thứ ba là quá trình bài tiết tiếp các chất độc, các chất không cần thiết ở ống thận để tạo thành nước tiểu chính thức và ổn định các thành phần của máu. B nhỏ, thải nước tiểu. Một ngày thì một người bình thường thận lọc khoảng 1.440 lít máu và tạo ra khoảng 140 lít nước tiểu đầu. Và mỗi ngày có khoảng 1,5 lít nước tiểu chính thức được tạo thành, đổ vào bể thận qua ống dẫn nước tiểu, đổ vào bể thận qua ống dẫn nước tiểu xuống tích trữ ở bóng đái. Ngay chỗ bóng đái, thông với lại ống đái, có hai cơ vòng bịt chặt. Cơ vòng ngoài
hoạt động theo ý muốn. Khi nước tiểu trong bóng đáy lên tới 200ml, sẽ xuất hiện cảm giác buồn đi tiểu. Nước tiểu được thải ra ngoài nhờ hoạt động của cơ vòng ống đáy, cơ bóng đáy và cơ bụng. Em có biết về bệnh sỏi thận? Trong thành phần nước tiểu, có những muối vô cơ và hữu cơ như muối canxi, muối phốt phát, muối urat dễ bị kết tinh khi nồng độ của chúng quá cao và gặp pH thích hợp hoặc gặp những điều kiện đặc biệt khác. Các tinh thể của chúng có thể làm ngưng trệ quá trình bài tiết nước tiểu và thậm chí gây đau đớn dữ dội, ảnh hưởng tới sức khỏe và hoạt động khác. Đó, các em quan sát hình thấy được những viên sỏi làm tắc nghẽn đường dẫn nước tiểu. Qua đây thì chúng ta cần lưu ý là khi mắc tiểu thì chúng ta phải đi ngay, không nên nhịn lâu, và chúng ta uống đủ nước. Nên chúng ta không ăn thức ăn quá mặn, quá chua, quá nhiều chất tạo sỏi. Đó, chúng ta phải có một khẩu phần ăn hợp lý để bảo vệ thận cũng như là bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu. Thận làm nhiệm vụ là thải khoảng 90% các chất bài tiết, còn 10% còn lại là do da đảm nhiệm. Vậy da có cấu tạo như thế nào và có thêm những chức năng nào nữa? Chúng ta sang phần tiếp theo, cấu tạo và chức năng của da. Một nhỏ cấu tạo của da. Các em quan sát hình cấu tạo của da. Các em thấy được da được cấu tạo gồm 3 lớp: lớp biểu bì, lớp bì và lớp mỡ dưới da. Ở lớp biểu bì sẽ gồm có tầng sừng và tầng tế bào sống. Tầng sừng là gồm những cái tế bào chết đã hóa sừng, dễ bong ra. Tầng tiếp theo là tầng tế bào sống. Tầng tế bào sống gồm những tế bào có khả năng phân chia tạo nên những cái tế bào mới. Tiếp theo là lớp bì. Lớp bì sẽ gồm có các thụ quan, tuyến nhờn, cơ co chân lông, lông và bao lông, tuyến mồ hôi, dây thần kinh, mạch máu. Lớp trong cùng là lớp mỡ dưới da, gồm có mỡ. Lớp mỡ này dày hay mỏng là tùy theo từng người. Ngoài ra trong lớp mỡ dưới da, chúng ta còn thấy được có mạch máu và có các cái dây thần kinh. Ở trong cái lớp biểu bì, chúng ta thấy có các cái hạt sắc tố, các tế bào sắc tố, có các hạt melanin. Các hạt melanin này sẽ quy định màu sắc của da. Các sắc tố trong lớp tế bào sống của biểu bì sẽ gồm các sắc tố đỏ, vàng, nâu, đen. Số lượng và tỷ lệ các hạt sắc tố góp phần quyết định màu da. Như trên thế giới, có da đen, da vàng, da trắng, da đỏ. Các em có biết về chỉ tay và vân tay? Ở lòng bàn tay có nhiều chỉ tay và vân tay là do bề mặt của lớp biểu bì của da bị phân làm nhiều nếp hẹp. Các chỉ tay và vân tay tồn tại suốt đời, không thay đổi và đặc trưng cho từng người. Chính vì vậy, ngày nay thì trong công tác phá án, người ta vẫn còn áp dụng cái phương pháp là so sánh cái vân tay để tìm ra thủ phạm. Ngoài ra, ở phần da chúng ta còn có lông và móng. Lông và móng thì cũng là những cái sản phẩm của da. Với đặc điểm cấu tạo như trên, thì da có những chức năng nào khác nữa? Ta sang phần 2 nhỏ, tìm hiểu về chức năng của da. Da được cấu tạo từ các sợi của mô liên kết, lớp mỡ dưới da và tuyến nhờn da thực hiện chức năng bảo vệ cơ thể, chống lại các yếu tố gây hại của môi trường như va đập, sự xâm nhập của vi khuẩn, chống thấm nước và thoát hơi nước. Tiếp nhận kích thích nhờ cơ quan thụ cảm, bài tiết qua tuyến mồ hôi, điều hòa thân nhiệt nhờ sự co giãn của mạch máu dưới da, tuyến mồ hôi, cơ co chân lông, lớp mỡ dưới da góp phần chống mất nhiệt. Ngoài ra, da và sản phẩm của da còn tạo nên vẻ đẹp của con người. Thì qua đây chúng ta thấy được da có chức năng bảo vệ, tiếp nhận kích thích,
bài tiết, điều hòa thân nhiệt. Da và sản phẩm của da tạo nên vẻ đẹp của con người. Vậy là cô và các em vừa cùng nhau đi tìm hiểu các nội dung của chủ đề trao đổi chất và năng lượng. Bây giờ chúng ta làm cho cô một số bài tập sau. Em hãy chọn ý trả lời đúng nhất trong các câu sau đây. Câu 1. Máu và nước mô chuyển vào tế bào chất nào? A. Khí carbonic và muối khoáng. B. Protein và chất thải. C. Chất dinh dưỡng và oxy. D. Chất thải và khí oxy. Chất dinh dưỡng và oxy. Câu 2. Quá trình tổng hợp chất đặc trưng và tích lũy năng lượng là quá trình gì? A. Đồng hóa. B. Dị hóa. C. Bài tiết. D. Tiêu hóa. Câu A. Đồng hóa. Câu 3. Người ta thường dùng da trâu bò để làm trống. Thực chất là phần nào của da? A. Tầng sừng. B. Tầng tế bào sống. C. Lớp bì. D. Lớp mỡ. Câu C. Lớp bì. Người ta thường dùng lớp bì của da trâu bò để làm trống vì nó rất là bền chắc và không thấm nước. Dựa vào những nội dung đã học trong chủ đề, hãy giải thích cho cô các câu sau. Câu 1. Trời nóng chống khát, trời mát chống đói. Câu 2. Rét run cầm cập. Câu 3. Có nên trang điểm bằng cách lạm dụng kem phấn, nhổ bỏ lông mày, dùng bút chì kẻ lông mày tạo dáng không? Vì sao? Đối với chủ đề này, các em cần nắm vững các nội dung bài học ở cấp 1, hoàn thành bài tập cô giao và chuẩn bị cái chủ đề tiếp theo, thần kinh, gồm các bài 43, 45, 46, 47, 48, 54. Chủ đề trao đổi chất và năng lượng môn sinh học lớp 8 đến đây là kết thúc. Chúc các em học sinh sức khỏe và hẹn gặp lại.